Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món cà tím khô quẹt. Một món khô quẹt rất là ngon và rất là đơn giản, rất là dễ làm. Cà tím khô quẹt thì nó mềm, thơm, ngon, rất là đậm đà, vị mặn mặn nè, rồi vị ngọt ngọt nè, rồi vị cay cay nè. Mình ăn với cơm trắng nè, rồi nước khô quẹt thì có thể mình chấm với rau sống nè, chấm với rau luộc nữa nè, thì ngon khỏi phải nói, còn gì bằng. Món cà tím kho quẹt thì mình ăn chay cũng rất là ngon và ăn mặn cũng rất là ngon và rất là được ưa chuộng luôn. Các nguyên liệu và gia vị của mình thì gồm có: hôm nay mình sử dụng một trái cà tím. Trái cà tím này thì khoảng 300 g. Cà tím rất là tươi, rất là ngon luôn. Các nguyên liệu và gia vị khác thì gồm có tiêu xay, các cọng hành lá, các trái ớt hiểm, các tép tỏi, hành tím. Còn gia vị thì có muối, bột ngọt, bột niêm, đường cát, nước mắm chay, dầu ăn và nước màu. Các nguyên liệu và các gia vị để làm món cà tím kho quẹt thì cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Trước tiên, trái cà tím thì mình sẽ cắt bỏ đi cái phần đầu và cái phần cuối của trái cà. Rồi sau đó mình sẽ cắt ra khúc khúc ra, khoảng 4 khúc. Gần hồi mình sẽ cắt nhỏ ra nha quý vị. Mình chẻ những khúc cà tím ra làm hai. Rồi sau đó mình chẻ nhỏ nhỏ ra. Mình cắt thành hạt lựu cũng được, hoặc là mình cắt các miếng vừa vừa như nhà mình cũng được luôn. Mình cắt sao cho nó vừa ăn và nhìn nó đẹp mắt hơn. Mình cũng không nên cắt nhỏ quá nha quý vị. Tương tự thì các miếng cà tím khác mình cũng cắt như vậy luôn. Và sau một hồi, cà tím mình đã sắc xong rồi đó quý vị. Mình cho vào trong cái tô, rồi sau đó mình cho nước lọc vào. Rồi mình cho 2 muỗng muối bột vào. Mình ngâm khoảng 7 đến 10 phút nha quý vị, để cho cà tím của mình sẽ ra hết cái phần mủ và những cái chất mà không có tốt cho sức khỏe ở trong cà tím á quý vị, ra ngoài hết luôn. Trong lúc ngâm thì lâu lâu mình cũng đảo tới đảo lui cà tím của mình nha quý vị. Và hành lá thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra luôn, để khi nào mà món cà tím kho quẹt của mình chín thì mình sẽ cho hành lá vào. Củ hành tím thì mình đập cho nó dập, rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn, để nữa mình phi trước khi mình kho. Tương tự thì các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn. Nếu mà nhà quý vị ăn thường chay thì có thể mình thay thế hành lá, tỏi, hành tím bằng hành bơ rô nha quý vị. Còn nhà mình thì chỉ ăn chay không thường à, cho nên mình sử dụng hành lá, tỏi, hành tím luôn. Các cái ớt thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn. Kho quẹt thì phải có ớt nữa nha quý vị, nó cay cay nó sẽ rất là ngon. Và sau một hồi ngâm đó quý vị, mình sẽ vớt ra. Đó quý vị thấy cái nước ngâm cà tím á quý vị, nó hơi ngã vàng vàng á. Những cái nước này không có tốt cho sức khỏe nha quý vị. Cho nên các loại rau củ thì mình nên ngâm qua nước muối là tốt nhất, trước khi mình kho hay mình xào gì đó cũng được. Và mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi. Trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên luôn nha quý vị, để cho tỏi và hành tím của mình nó sẽ vàng đều lên. Và sau một hồi phi đó quý vị, tỏi và hành tím nó cũng đã vàng lên rồi, rất là thơm rồi. Thì mình sẽ cho khoảng một chén nước lọc vào. Chén nước lọc này thì cũng khoảng 250 ml đó quý vị.
Và bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào. Thì mình cho khoảng 3 muỗng canh nước mắm. Nước mắm chay nha quý vị. Nước mắm chay thì ở các cửa hàng ẩm thực chay hay ở các chợ siêu thị bán rất là nhiều luôn á quý vị. Mình cho khoảng 3 muỗng lưng thôi. Còn đường cát thì mình cho cũng khoảng 3 muỗng canh đường cát vào. Nhà mình ăn cũng hơi ngọt nha quý vị, cho nên mình cho cũng nhiều đường vào. Và mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối. Khoảng nửa muỗng cà phê bột nêm. Còn nước màu thì mình cho cũng khoảng 1 muỗng canh nước màu vào. Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị của mình sẽ tan hết trong cái chảo nước sốt của mình luôn, để hồi mình khâu quẹt. Và bây giờ mình sẽ cho tiêu xay vào luôn. Khoảng nửa muỗng cà phê tiêu xay. Rồi sau đó mình cũng đảo đều lên luôn. Và các trái ớt hiểm nè quý vị. Ớt hiểm xanh thì mình sẽ cho vào luôn. Và nước sốt của mình nó đã rất là sôi rồi, thì mình sẽ cho cà tím vào. Rồi tiếp tục mình kho. Và trong lúc mình kho thì mình để lửa nhỏ nhỏ thôi nha quý vị, để cho cà tím của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngấm các gia vị từ từ. Mình kho như vậy thì đến khi chín, cà tím kho quẹt của mình nó sẽ rất lậm đà, rất là thơm ngon. Và trong lúc kho quý vị, mình để lửa nhỏ nhỏ như vậy nè quý vị là vừa nha quý vị. Và sau nãy giờ mình kho đó quý vị cũng khoảng 4-5 phút rồi. Mình kho đến khi nào mà nó sền sệt lại nghe quý vị, nó kẹo kẹo lại là được rồi. Cà tím của mình thì cũng đã gần chín rồi đó quý vị, nhưng mà mình kho thêm khoảng 4-5 phút nữa nghe quý vị, rất là thơm luôn, trông rất là hấp dẫn nó. Và sau hồi mình kho thêm 4-5 phút nữa đó quý vị, cà tím kho quẹt của mình cũng đã sắp chín rồi đó quý vị. Mình đảo thêm một lần nữa rồi mình kho thêm cho nó sạch sạch chút xíu nữa là được nghe quý vị. Mình kho quẹt thì mình phải kho cho nó sạch sạch nè, và đặc biệt mặn mặn nè, và ngọt ngọt nè, và cay cay nữa. Và bây giờ mình sẽ thử cái phần nước kho quẹt nè quý vị, nó cũng đã hơi sạch sạch rồi đó quý vị, như vậy thì cũng đã được nghe quý vị. Nếu mà quý vị ăn sạch nữa thì mình kho thêm tí xíu nữa nghe quý vị, như nhà mình kho nó hơi sạch như vậy thì cũng vừa rồi. Và bây giờ mình sẽ cho hành lá vào luôn. Cà tím kho quẹt của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. Và cái phần ớt sắt mình cho vào luôn. Nếu nhà quý vị mà ăn cay không được thì có thể mình khỏi cho cái phần ớt này vào cũng được nhé nghe quý vị. Và bây giờ mình sẽ tắt lửa luôn. Đó, quý vị thấy rất là hấp dẫn luôn, rất là thơm, rất là ngon luôn, cà tím kho quẹt. Một món ăn chay cũng rất là ngon, ăn mặn cũng rất là ngon, và đặc biệt rất là dễ làm và làm cũng rất là nhanh luôn, món cà tím kho quẹt. Và bây giờ mình sẽ gấp hết ra dĩa luôn để chuẩn bị mình dùng trong bữa cơm ở gia đình mình. Hôm nay mình có làm một món cà tím kho quẹt rất là đơn giản, rất là dễ làm, và có chia sẻ đến quý vị và các bạn cùng xem. Và bây giờ mình sẽ quay cận lại nguyên dĩa cà tím kho quẹt nào quý vị. Một món kho chay rất là ngon và rất là dễ làm. Cà tím kho quẹt thì nó rất là mềm, thơm và rất là ngọt. Có vị mặn mặn nữa. Rồi có vị cay cay, rồi ngọt ngọt. Mình ăn với cơm trắng, rồi cộng thêm rau sống, rồi rau luộc hay rau xào nữa là rất tuyệt vời luôn. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Một món kho quẹt chay rất là ngon và rất là dễ làm. Rồi kênh Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.